Mỗi ngày, bà con và quý khán giả nào quan tâm lĩnh vực nông nghiệp mời đón xem bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Ban biên tập bản tin đã tổng hợp, chọn lọc và có những ghi nhận thực tế những mô hình sản xuất hiệu quả gửi đến bà con nông dân tham khảo. Thị trường nông sản từ miền Tây cho đến mô hình sản xuất công nghệ cao tại Lâm Đồng cụ thể như thế nào? Mời bà con điểm qua cùng Tuấn Anh và Ngọc Như ngay sau đây. Cá bông lau đặc sản sông Tiền, sông Hậu được nhà hàng quán ăn săn đón. Giá cà rốt vẫn ảm đạm từ trước Tết đến nay. Không phải là cây trồng đặc thù nhưng trà tẻ rất chú trọng trồng lúa Globogap, Việtgap. Lập nghiệp từ tảo xoắn của một nữ thạc sĩ chuyên ngành du lịch tại Pháp có điều gì độc đáo? Mùa qua bưởi tỏ ngát hương thơm ở Hà Thành thì qua hồng tình yêu tô thắm cả vùng Đà Lạt mộng mơ. Mở đầu thông tin thị trường nông nghiệp hôm nay là giá mít Thái siêu sớm, giá cà rốt và đặc sản cá bông lau miền Tây biến động trái chiều. Giá mít Thái tại đồng bằng sông Cửu Long thì hơn một năm nay luôn giữ ở mức cao. Một trái mít cả chục ký trở lên là nhà vườn thu được từ 500.000 cho đến 1 triệu đồng, rất dễ kiếm tiền triệu. Và một tháng nay thì giá mít Thái siêu sớm tăng rất là mạnh, đạt mức cao nhất lên tới 40.000 đến 52.000 đồng một ký. Nông dân trồng mít Thái siêu sớm trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rất là phấn khởi vì có lời rất là cao. Hiện tại, thương lái đến vườn thu mua mít loại 1, 9kg trở lên có giá 52.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký so với tháng trước. Mít loại 2 từ 7 đến 8kg có giá 42.000 đồng một ký, mít loại 3 5 đến 7kg có giá 32.000 đồng một ký. Giá mít tăng cao cho thời điểm trước, trong và sau Tết, nhu cầu tiêu thụ nhiều, nhưng thương lái đang tranh thủ thu mua để xuất bán. Theo một số nhà vườn, mít Thái siêu sớm là loại cây dễ trồng. Thời gian từ khi trồng đến khi cho trái ngắn, chỉ khoảng 18 tháng là có thể cho trái, năng suất khoảng 2 tấn rưỡi một công. Sau Tết thì cá bông lau, một loại cá da trơn cùng họ với cá tra nhưng mà sống ngoài tự nhiên, có thịt rất là thơm ngon, xuất hiện nhiều ở sông Hậu và sông Tiền, từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp cho đến Sóc Trăng, Trà Vinh và thành phố Cần Thơ. Vì vậy mà nhiều người đánh bắt cá bông lau bán cho thương lái và các quán ăn tại địa phương. Giới giá của loại cá này là từ 300.000 cho đến 350.000 đồng một ký, loại 5kg trở xuống, và 390.000 cho đến 450.000 đồng một ký, loại 5kg trở lên. Một người dân chuyên nghề đánh bắt trên sông ở thành phố Cần Thơ cho biết, cá bông lau xuất hiện từ tháng 12 và kéo dài sang tháng 3, tháng 4 năm sau. Hiện đang vào cao điểm, nếu mà trúng mánh bắt được một con cá bông lau trên 5kg, xem như là nắm chắc tiền triệu ở trong tay. Tuy nhiên mấy năm gần đây, lượng cá bông lau ngoài tự nhiên giảm đi khá nhiều nên giá luôn ở mức cao. Vì giá trị của cá bông lau mang lại nên người dân ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng đã nuôi thương phẩm trong ao đất bằng nhân giống nhân tạo thành công và thu tiền tỷ. Đó là những mô hình nông nghiệp xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng mà chưa đại trà lắm, cho nên đầu ra cá bông lau vẫn ổn định. Riêng mô hình trồng cà rốt là một loại nông sản chủ lực của tỉnh Hải Dương. Vụ đông xuân này, nông dân điêu đứng vì giá không có được như mong muốn. Toàn xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương gieo trồng khoảng 360 hecta cà rốt. Năng suất ước đạt 43 cho đến 45 tấn một hecta, giảm 2-3 tấn một hecta so với năm ngoái. Nếu như trong tháng 1 giá cà rốt tại ruộng khoảng 3.000 đến 4.000 đồng một ký, thì nay xuống còn có hơn 2.000 đồng. So với vụ trước, mỗi sào cà rốt bán tại ruộng, nông dân thu về từ 7 đến 8 triệu đồng, thì vụ này thời điểm đắt nhất cũng chỉ được 4 triệu đồng một sào. Đầu ra của cà rốt chủ yếu từ thị trường nội địa và Trung Quốc. Kính thưa bà con, tháng 2, tháng 3, trong tiết trời ấm áp đầu xuân sau dịp Tết Nguyên Đán, thì người ta lại thấy bóng dáng những chùm hoa bưởi thơm ngào ngạt ở trên khắp phố phường thủ đô Hà Nội. Người dân Hà Thành nói với nhau, mùa hoa bưởi đã về. Nhân và không biết từ bao giờ thì người dân Hà Nội coi hoa bưởi như là một trong những mùa hoa đặc biệt trong năm. Tháng 3, hoa bưởi trùng với mùa hoa xưa, tháng 5, hoa bằng lăng, tháng 10, hoa sữa. Không rực rỡ như những loài hoa khác, hoa bưởi mang trong mình màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng cùng với mùi hương làm say đắm lòng người. Mọi người mua hoa bưởi về để đặt lên bàn thờ ngoài phòng khách. Những chùm hoa bưởi được người bán xếp lại từng bó nhỏ nhắn, chỉnh chu chờ khách mua. Mùa hoa bưởi sẽ kéo dài khoảng 20 ngày, với giá từ 200 đến 250.000 đồng một ký. Hoa bưởi được người dân thủ đô ưa chuộng. Không chỉ để trưng bày, nhiều người còn dùng hoa bưởi để nấu ăn hoặc tẩm ướp. Hoa bưởi ướp đường rồi đem nấu chè hạt sen càng làm dậy lên mùi thơm của món ăn bổ mát. Hoa bưởi pha trà, ướp hoa quả, làm tinh dầu, giúp thư giãn đầu óc, giảm stress.
Mùa hoa bưởi cũng là khoảng thời gian chuyển giao giữa tháng để kết thúc các xe lạnh của mùa xuân và báo hiệu mùa hè sắp tới. Hoa bưởi trắng muốt, tinh khôi, nhẹ nhàng với hương thơm say đắm lòng người. Mùa hoa bưởi báo hiệu kết thúc cái xe lạnh của mùa xuân và mùa hè sẽ sắp đến với người dân Hà Thành. Hoa hồng thì vẫn thấm thiết nồng nàn từ nơi cửa ngõ của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi mà bắt gặp hàng ngàn đóa hoa hồng trên những cái dải phân cách trải dài hàng trăm mét với đủ màu sắc khác nhau. Đã từ lâu, không chỉ người dân Đà Lạt mà những du khách đến với Đà Lạt cũng thường rất là yêu thích hoa hồng. Ngày tình nhân vừa qua thì hoa hồng, biểu tượng của tình yêu, đã được các bạn trẻ tặng nhau thể hiện tình cảm của mình. Là ý nghĩa của tình yêu, cho nên hoa hồng là loài hoa được biết đến nhiều nhất ở trên thế giới. Mời quý khán giả và bà con xem thị trường hoa hồng tình yêu tô thắm cả góc trời Đà Lạt mộng mơ như thế nào. Hoa hồng được bắt gặp khắp nơi, từ khuôn viên đến những vườn hoa hồng được áp dụng công nghệ cao, trồng bài bản và quy mô trong các nhà kính, nhà lưới, tại các làng hoa của thành phố Đà Lạt. Và những cành hồng luôn khoe sắc thắm trong những gian hàng bán hoa đã tô điểm cho bức tranh rực sắc xuân của phố núi cao nguyên, làm cho nhiều người muốn gọi Đà Lạt bằng một cái tên thú vị là thành phố hoa hồng. Khí hậu ưu đãi, đất đai màu mỡ chính là những điều kiện tự nhiên ban tặng cho vùng đất Đà Lạt để ươm mầm những giống hoa hồng quý. Và hoa hồng Đà Lạt mang một nét đẹp riêng khác với các loại hoa hồng ở nơi khác. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ, màu sắc tươi tắn, cánh hoa to mịn. Hoa hồng Đà Lạt có rất nhiều màu, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, hồng phấn và cả giống hoa hồng xanh dương hiếm có. Như tại cơ sở này đã có hơn 40 màu hoa hồng khác nhau. Tuy nhiên trong ngày lễ tình nhân Valentine, hồng đỏ vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Thì Valentine năm nay là vào ngày mùng 10 Tết. Đó, cho nên họ là nhu cầu về hoa hồng đỏ cũng rất là cao. Hoa hồng màu thì cũng có nhích lên, nhưng mà tỷ giá không đáng kể như là cái giá của hoa hồng đỏ. Sự đa dạng về màu sắc, kiểu dáng gói hoa, cách trang trí được khách hàng ưa chuộng hài lòng. Hoa hồng tình yêu đã làm xích lại gần hơn những con người có tấm lòng đang hướng về nhau. Thành phố Đà Lạt vì thế cũng đẹp và ngọt ngào hơn. Tiếp tục được giữ chân ở lại vùng Tây Nguyên thì tôi và anh Tuấn Anh sẽ mời bà con và quý khán giả đến huyện Đà Tẻ xem nông dân trồng lúa đạt chuẩn Global Gap và Việt Gap như thế nào. Đà Tẻ là địa phương mà tỉnh Lâm Đồng quy hoạch phát triển diện tích lúa chất lượng. Triển khai kế hoạch tháng 2 năm 2019, ngành nông nghiệp huyện Đà Tẻ tổ chức triển khai 400 hectare lúa sản xuất đồng loạt, bà con ở đây còn gọi là xạ đồng trà đồng vụ, theo quy trình đạt chuẩn Global Gap và Việt Gap. Theo như tôi biết thì ngành chức năng trước hết là tập trung hướng dẫn bà con chuyển đổi mùa vụ sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất. Sự đồng thuận của bà con sẽ quyết định chất lượng hạt lúa. Song song đó, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻ hoàn thành kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, trình Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt triển khai thực hiện trong cả năm 2019, đồng thời xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao để đúc kết kinh nghiệm, tập huấn và chuyển giao nhân rộng quy trình kỹ thuật đến với nhiều vùng nông nghiệp trên địa bàn. Ngành chức năng sẽ tăng cường hơn nữa công tác dự báo, phát hiện dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi để xử lý kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng dùng nguyên liệu lúa chất lượng cao. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Được biết đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được 103 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 533 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 77 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 267 triệu đô la Mỹ và khoảng 1.425 doanh nghiệp cơ sở trong nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 52.000 hectare, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích rau đạt từ 400 cho đến 500 triệu đồng một hectare một năm, hoa đạt từ 800 triệu cho đến 1 tỷ 200 triệu đồng một hectare một năm, chè chất lượng cao đạt khoảng 250 triệu đồng một hectare một năm, cà phê đạt khoảng 240 triệu đồng một hectare một năm. Hiện nay tại các làng, các vùng nằm sâu trong các huyện của tỉnh Lâm Đồng, nông dân được tuyên truyền và khuyến khích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong quá trình học hỏi và ứng dụng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng đã xuất hiện những cá nhân là những đứa con của vùng đi học đại học hay là đi du học quay trở về địa phương để lập nghiệp. Với tư duy của giới trẻ đã làm thay đổi hoàn toàn kinh tế của một vùng quê.
mô hình khởi nghiệp với tảo xoắn của chị Nguyễn Thị Bích Trâm là thạc sĩ chuyên ngành du lịch tại Pháp, rất thành công tại quê hương Đức Trọng. Vậy thì tảo xoắn là gì? Và phát triển thành khu du lịch tảo xoắn thì nữ thạc sĩ này phải làm như thế nào? Mời bà con và quý khán giả cùng xem phóng sự sau đây. Những hồ nuôi tảo như thế này vẫn còn khá xa lạ với người dân Lâm Đồng, đặc biệt là với người dân ở thôn Cờ Nai, xã Phú Hội. Nhưng đây lại là sự lựa chọn khởi nghiệp của thạc sĩ chuyên ngành du lịch tại Pháp, Nguyễn Thị Bích Trâm. Cũng rất là mới lạ vì cái sản phẩm tảo xoắn này không ai chưa có được biết đến trên thị trường á. Tuy nhiên thì với những cái công dụng mà nó tác động lên người thân của tôi trong quá trình sử dụng thì khi đó tôi đã quyết định sử dụng cái sản phẩm tảo xoắn như là một cái công việc của mình sau này. Sau khoảng hơn 3 năm nuôi trồng tảo xoắn tại đây thì tôi nhận thấy là cái điều kiện khí hậu tại tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là ở Đức Trọng này rất là thích hợp để nuôi trồng tảo xoắn. Cơ sở sản xuất tảo xoắn của thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Trâm được xây dựng bằng nguồn vốn được tài trợ sau cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh tháng 3 năm 2017. Sau một thời gian nghiên cứu và trồng thử nghiệm, tảo sinh trưởng và phát triển tốt, không nhiễm các độc tố có hại, E. coli, vân vân. Với kỳ vọng mang lại thu nhập ổn định cho nông dân trong thôn Cờ Nai và nhu cầu của thị trường ngày càng cao, chị Trâm đang lên kế hoạch nhân rộng mô hình nuôi tảo cho người dân. Trước mắt tôi đang làm hồ sơ để vay vốn bên phía tỉnh Lâm Đồng. Nếu có được vốn, tôi sẽ xây dựng nên một cơ sở nhà xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng để đảm bảo uy tín đối với các đối tác của tôi sau này. Và một khi đã có đầu ra ổn định, tôi sẽ hợp tác với các người dân, trước hết là trong làng Cờ Nai. Hiện nay, sản phẩm của cơ sở sản xuất tảo xoắn nguyên chất ở làng Spin Tảo, Cờ Nai gồm 3 dạng: tảo xoắn dạng sợi khô, tảo xoắn dạng bột và tảo xoắn tươi. Hiện nay, sản phẩm đã có mặt trên thị trường tại một số cửa hàng thực phẩm sạch, spa. Bước đầu đã nhận được đánh giá cao của người tiêu dùng vì giá cả cạnh tranh hơn so với sản phẩm tảo viên nén, viên nhộng nhập khẩu từ Nhật Bản, nhưng chủ yếu vẫn là phục vụ chăm sóc sức khỏe của con người. Mong muốn sử dụng tảo xoắn vào ngành chăn nuôi và nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương của thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Trâm không phải là không có cơ sở. Từ bỏ giấc mơ Paris để trở về làng Cờ Nai tiếp tục thực hiện hoài bão mang mùa xuân đến với buôn làng nơi mình sinh ra bằng sản phẩm tảo xoắn, chị Nguyễn Thị Bích Trâm đã và đang nỗ lực để biến dự án thành hiện thực trong tương lai gần, nếu song hành cùng với dự án có tiếp sức của cơ chế chính sách hỗ trợ của địa phương. Mô hình này rất hiếm người thành công nếu không có kiến thức chuyên môn. Ý tưởng dài hơi của chị Nguyễn Thị Bích Trâm là xây dựng làng nghề nuôi tảo và phát triển ngành chăn nuôi sạch từ tảo, phục vụ nhu cầu thực phẩm sạch trong nước và hướng đến phát triển mô hình du lịch mới tại Việt Nam, du lịch tảo hay còn gọi là Blue Green Tourism. Khu du lịch sẽ chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến tảo xoắn như là chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và ẩm thực vân vân từ sản phẩm tảo xoắn. Và thông tin này cũng đã thay lời chào tạm biệt của bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai ạ.